Phúc. Và hôm nay mình đang có mặt trong không gian phòng nghe của Thanh Tùng Audio để giới thiệu với mọi người về hai sản phẩm. Nói tiếng là mới thì nó cũng không mới, nhưng mà đây là hai sản phẩm mà kể từ sau khi Edit the Joy đã diễn ra thì mình mới được gặp lại hai sản phẩm này một lần nữa. Và lần này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sâu hơn, cũng như là có rất là nhiều những cái góc quay và rất là nhiều những cái phần giới thiệu đặc biệt của hai sản phẩm này. Đây là một cái phòng nghe cũng rất là quen thuộc với mình, tại vì mình đã đến đây rất là nhiều lần rồi. Đây là một phòng nghe của Thanh Tùng Audio tại số 60 Trần Đình Xu, quận Nhất. Và trước khi mà mình nói về hai sản phẩm đặc biệt của mình được phủ khăn đỏ ở đây, thì để mình nói qua sơ về cái tất cả những cái thiết bị âm thanh trong phòng này trước. Đầu tiên thì chúng ta có một cặp là JBL L80 Classic ở đây. Tiếp tới là chúng ta có một cặp JBL 4349 rất là to và rất là đẹp ở đây ha. Và trên kệ này mọi người đang nhìn thấy là tất cả những sản phẩm của Mark Levinson trong dòng 5000 series. Chúng ta được xếp đầy ở trên kệ này. Vậy thì hai sản phẩm đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là hai sản phẩm nào? Nếu như mọi người đã từng theo dõi cái khuôn khổ sự kiện Edit the Joy của tạp chí Nghe Nhìn thì chắc chắn mọi người sẽ biết rằng hai sản phẩm ngày hôm nay đã từng được đạt giải, đó chính là âm ly bán dẫn của năm 2020. Và đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, hai chiếc máy được phủ vải đỏ. Và xin giới thiệu với mọi người, sản phẩm đầu tiên đó chính là một Pre-Amplify đến từ thương hiệu Mark Levinson, có mã là 5206. Đó. Và tiếp tới thì chúng ta sẽ có thêm một Power Amp ở phía dưới đây. Đó chính là 5302, cũng thuộc 5000 series luôn. Và cái mức giá của hai sản phẩm này đang tương đương với nhau là 216 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng review đi sâu vào hai sản phẩm này để xem nó có gì đặc biệt ha. Và nói qua về 5000 series thì đây là một dòng sản phẩm mới của Mark Levinson, thấp hơn so với lại 500 series, nhưng đây thực sự là một dòng sản phẩm đã vẽ lại những di sản, những gì nổi bật nhất của các huyền thoại đời trước. Ví dụ như là ML1, ML2, 333, 334 và 335. Tuy thấp hơn nhưng mà 5000 series vẫn sở hữu được những cái công nghệ hiện đại, cùng với đó là một cái triết lý thiết kế hoàn toàn mới. Và theo như ông Todd Eichenbaum, giám đốc kỹ thuật của Mark Levinson đã từng chia sẻ rằng đây là một triết lý thiết kế được gọi là Science Meets Art, tức là công nghệ hiện đại giao thoa cùng nghệ thuật âm thanh. Và kể từ khi mà 5000 series ra đời này thì nó đã đặt lên một cái chuẩn mới hoàn toàn dành cho tất cả những thiết bị âm thanh trong tầm giá 10.000 đô. Bởi vì trước đó chúng ta khó có thể nào mà tiếp cận được những cái sản phẩm như thế này với một mức giá 10.000 đô trở xuống mà lại có một chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về Pre-Amp 5206 của Mark Levinson. Thì đây là một Pre-Amplify có những cái đặc điểm nổi bật như là chạy dual mono thuần Class A, được tích hợp DAC và tích hợp cả một tầng phono hybrid để chúng ta có thể kết nối với lại mâm thang chạy MMMC. Đó. Và nhìn chung về thiết kế bên ngoài thì ở đây một gia đình 5000 series thì mọi người thấy ở phía trên kệ này từng cái đường nét thiết kế đều có một cái nét tương đồng với nhau. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái phần màn hình nằm phía chính giữa và có một kích thước rất là lớn ha, một tấm kiến ốp bên ngoài với logo của Mark Levinson đi cùng với mã hiệu của sản phẩm. Và phía hai bên là hai nút vặn để tùy chỉnh ngõ vào cũng như là tùy chỉnh âm lượng. Đó. Và nhìn chung ở phía bên đây, tất cả những cái đường nét phía bên ngoài đều được vát rất là đẹp mắt và rất là mịn. Và mọi người thấy là khi mà chúng ta nhìn vào đây, chúng ta sẽ thấy được cái sự tinh tế, cái sự hoàn thiện ở một mức độ cao dành cho một cái sản phẩm chỉ là trong tầm giá tầm 10.000 đô thôi, nhưng mà mọi người thấy cái sự đầu tư cho những cái thiết kế này nó rất là tinh xảo. Đó. Và nói qua về những kỹ thuật ở bên trong của năm 2006, như mình đã chia sẻ, đây là một preamp chạy Class A thuần. Thì nếu như mà mọi người nhìn vào trực tiếp bên trong thì mọi người sẽ thấy cái phần thiết kế của mạch ở bên trong nó giống như là hai module trái và phải đặt trong cùng một chassis
được nối tần trực tiếp, kết hợp cùng với những volume điện trở được điều khiển bằng digital giúp tối ưu cả về độ chính xác và mở rộng băng thông đầu ra. Ngoài ra thì các ngõ vào của preamp này đều dùng chuyển mạch bằng relay để giúp chúng ta có thể hạn chế được cái nhiễu đầu vào. Và cuối cùng thì năm 2006 được trang bị thêm một cái mạch headphone amp class A độc lập để chúng ta có thể kéo những cái tai nghe high end. Đến với phần mà kết nối với mâm thang như nãy mình có chia sẻ thì đây là một cái tầng khuếch đại phono hybrid được thiết kế mới hoàn toàn dành cho năm 2006, cho phép tối ưu các thông số về điện dung, trở kháng kim MMMC và chúng ta có thể tùy chọn được những cái tần số cắt siêu trầm. Còn với nguồn phát digital thì năm 2006 được trang bị công nghệ giải mã quen thuộc, đó chính là Precision Link Mark II DAC. Đến với nhân vật thứ hai của chúng ta, Mark Levinson, năm 302, một power amp mà mình rất là háo hức muốn giới thiệu cho mọi người. Thì cái điểm mà mình cảm thấy rất là đặc biệt đó chính là hai cái tay nắm này. Đây là một cái thiết kế mà của những âm ly đời đầu của Mark Levinson, và nó hoàn toàn phù hợp với lại những cái mô típ thiết kế hiện đại trong cái dòng 5000 series này. Bởi vì mọi người cứ tưởng tượng rằng là ngày xưa với những model xưa thì hai cái tay nắm này sẽ được thiết kế theo dạng là đưa thẳng về phía trước này. Đó. Và nếu như chúng ta vẫn giữ cái thiết kế đó dành cho những cái dòng máy này thì có thể rằng là nó sẽ phá vỡ đi cái sự tinh tế cũng như là sang trọng dành cho cái dòng 5000 series. Và từ đó thì Mark Levinson đã phải dung hòa lại của cái đường nét thiết kế cũ cộng với lại những cái đường nét thiết kế mới này để tạo ra được 5302 có một cái thiết kế mới hơn, xịn hơn, đẹp hơn. Và phải nói rằng là mình chưa từng thấy bất kỳ một cái power arm nào trong cái tầm giá 10.000 đô mà lại có một cái bộ cánh tản nhiệt cực kỳ lớn như thế này. Mình phải nói thật là nhìn từ trên cho đến hai bên thì cái bộ cánh tản nhiệt này quá lực các bạn, quá nhiều, quá lớn. Và nói đến cái bộ cánh tản nhiệt nó quá lớn như vậy là để nó có thể tản nhiệt được cho cái công suất là 135W trên kênh 8 ohm và mở rộng lên đến 550W cho kênh 4 ohm để giúp cho power amp này có thể kéo được những dòng loa đòi hỏi một cái công suất lớn và dòng cao. Đối với hệ thống âm thanh phía trong của Mark Levinson 5302 thì đây là một preamp có thiết kế mạch dual mono nối tầng trực tiếp, chạy class AB được bias thiên về class A giúp tối ưu về hài âm, độ tự nhiên và cả khả năng tái tạo âm hình. Và chính vì thế cho nên power amp này có một cái bộ cánh tản nhiệt khá là lớn như mình đã chia sẻ rồi. Và đặc biệt hơn nữa thì 5302 được trang bị cái biến thế xuyến 1100VA với hai cụm thứ được tách riêng và dẫn trực tiếp đến mạch khuếch đại cho kênh trái và kênh phải. Thì cái điều này á, giúp hạn chế được nhiễu âm và tăng cường cái độ động cho cái hệ thống âm thanh. Ngoài ra thì một cái hệ thống tụ 40.000 microfarad trên kênh cũng sẽ đảm bảo được cho 5302 hoạt động tốt ở mức trở kháng là 2 ohm. Và sau khi mà mình đã giới thiệu về 5302 cũng như là 5206 rồi thì bây giờ mình sẽ mời mọi người nghe nhạc cùng mình. Yeah.
veilleurs qui font baiser les miens, en rire qui se perdent sous sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel sau khi mọi người đã nghe qua ba bản nhạc cùng mình thì mọi người thấy rõ ràng là những gì mà Mark Levinson gửi gắm vào năm 302 và năm 2006 hoàn toàn chính xác. Và ở đây khi mình nói thực tế là để mà có thể quản lý được cái cặp JBL 4349 này thực sự không phải dễ. Bởi vì mọi người thấy là với cặp 4349 này là một cái cặp loa thực sự khó. Và để mà có một cái âm ly mà nó đủ đẳng cấp á, để mà phối ghép được với cặp loa này thì chúng ta cũng phải tìm kiếm rất là lâu. Bởi vì nếu như mà không có một cái âm ly phù hợp thì mọi người sẽ thấy là cái cặp 4349 này nó đánh rất là bị khô và có một cái vẻ gì đó nó không được nhẹ nhàng, không được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên khi mình phối ghép cặp JBL 4349 này cùng với Power Amp 5302 ở đây thì mình thấy rõ ràng là một cái sự hòa quyện nó rất là mượt mà với nhau. Nó tạo cho mình cái cảm giác nghe rất là thông thả từ cái tiếng chép cho đến cả tiếng bass. Tất cả mọi thứ đều rất là nhẹ nhàng, rất là thư giãn, thoải mái. Bởi vì làm sao mà JBL 4349 có thể tạo ra được cái âm thanh mà nó ngọt ngào đến như vậy? Đó là nhờ vào cái việc gọi là Power Amp 5302 này chạy bias thiên về Class A. Nó sẽ giúp tối ưu những cái hài âm không chỉ ở dãy cao mà còn ở dãy bass nữa. Và đặc biệt là tối ưu nhiễu hài rất là tốt. Và mọi người thấy là trong tất cả ba bài nhạc của chúng ta thì từng cái màu âm nó đều có cái tính tự nhiên, ngọt ngào và đặc biệt hơn là một cái âm hình sân khấu được mở rộng hoàn toàn cả từ trên cho đến cả hai bên. Đó. Và chốt lại lần cuối cùng thì Mark Levinson năm 2006 và năm 302 thực sự hoàn toàn xứng đáng với những gì mà Mark Levinson gửi gắm vào trong sản phẩm của mình với một mức giá 216 triệu cho mỗi sản phẩm, tức là với một tầm khoảng 9.000 đô, vẫn dưới cái mức 10.000 đô. Nhưng mà thực sự mình thấy với những audio file mà chúng ta có thể tìm được một cái sản phẩm nó đẹp về cái hình dáng thiết kế bên ngoài, sở hữu những cái công nghệ hiện đại mới và có một cái chất lượng âm thanh nó tuyệt đẹp như vậy thì thật sự là rất là khó. Và đây là những gì mà Mark Levinson đã gửi gắm vào dành cho các audiophile đang tìm kiếm một thiết bị phù hợp cho mình. Và video đến đây thì xin phép được tạm dừng. Mình là Đinh Phúc. Và nếu như mọi người có thắc mắc gì về cặp đôi Mark Levinson năm 2006 và năm 302 này thì mọi người có thể bình luận ở phía bên dưới. Và mình quên nữa, đây là cặp sản phẩm đã từng đạt giải Editor's Choice âm ly bán dẫn tốt nhất của năm 2020 của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và mọi người thấy điều đó có xứng đáng không thì dẫn comment ở phía bên dưới cho mình biết nha. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.